chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhân dịp năm mới, nhân dịp xuân vời, gia đình Trâm Hen Ben xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn một năm mới vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe và tiền vô như nước. Và bây giờ là Ben sẽ gửi đến cái lời chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú mạnh khỏe và tiền nhiều hả? Và bây giờ là đến ông xã của Trâm là anh Hen. Anh Hen sẽ chúc bằng tiếng Hà Lan. Beste wensen voor het nieuwe jaar en ik hoop dat we heel veel kunnen reizen weer dit jaar. Và bây giờ gia đình Trâm Hen Ben chúc mừng năm mới. Happy